sâu sắc và đồng hành với chương trình này suốt hơn 20 năm qua. Một lần nữa xin tất cả hội trường chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn sự tài trợ rất là dài lâu của công ty cổ phần phòng bảo vệ bệnh viện. Và kính thưa quý vị, cũng như đánh dấu sự liên kết mật thiết giữa hai đơn vị, ngay sau đây ông Võ Văn Phu, phó tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đơn vị tài trợ hội thi, cũng xin gửi lại một bó hoa thay lời cảm ơn chân thành nhất dành đến cho Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Trí, bí thư đảng ủy, phó giám đốc đài, trưởng ban tổ chức đón nhận hoa. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Tổng Tý và xin cảm ơn ông Phu đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Và như chúng ta thấy bó hoa của công ty cổ phần phân bón đồng rất là to, rất là lớn, chứng tỏ rằng là tiềm lực tài trợ cho công ty cổ phần phân bón Bình Điền chúng ta sẽ kéo dài không chỉ 20 năm mà có thể hơn nhiều năm nữa. Một nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tài trợ của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ đây chúng tôi xin kính mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón gặp gỡ 6 thí sinh sẽ dự thi trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ra sân khấu thí sinh đầu tiên với số báo danh 060, thí sinh Võ Phương Tứ đến từ Bình Thuận. Thí sinh mang số báo danh 106, Hồ Nhật Tài, sinh năm 1983, đến từ tỉnh Long An. Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh, số báo danh 085, đến từ Bình Dương. Thí sinh mang số danh 133, Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1981, đến từ tỉnh Long An. Thí sinh Võ Trương Hoàng Đông, số báo danh 127, đến từ Long An. Thí sinh mang số danh 129, Nguyễn Thị Hồng Dân, số danh 129, sinh năm